Chào cả nhà đã đến với nông nguy cơ trồng sen em. Hôm nay này là có ba con máy cỏ siêu vip ha. Này thuộc dòng 26 nghe nhà, 26 260 á. Thì nó nói ha. Đó, này là toàn bộ là máy nội địa Nhật hết nha cả nhà. Tình trạng máy là cả nhà là bao zin hết. Máy thì đẹp cực kỳ. Nó dây giật nè cả nhà nhìn thấy ha. Đó. Nói chung bên em là trắng bông hết ha. Con này con đầu tiên mà gu 4 số nha cả nhà, mã là MPS 2630. Đó, tình trạng con này thì vô cùng đẹp ha cả nhà. Đó, ba con này là báo cả nhà luôn, ba con này tung rời hết nha, rất dễ sử dụng ha. Khi nào mà muốn có cần tháo ra làm chuyện gì thì chỉ tháo bốn móc này ra thôi là rút đầu máy ra, xách đi rất nhẹ nhàng. Các nhà có thể thấy nha. Quay lại con đầu tiên ha. Này em chỉ nói sơ lược ngoài thôi. Rồi sau cùng thì em sẽ quay từng con máy kỹ càng và giật nổ cho cả nhà luôn nghe luôn nha. Bốn con ốc tụi máy này ha cả nhà. Đó. Máy thì ok tuyệt vời nha. Này, này con thứ hai nữa nha. NK NKS 26. Một cái máy nó có cái mã riêng nha cả nhà. Nói chung là nó cũng giống nhau hoàn toàn, thì 90% nhưng nó khác nhau một cái chế nè, cả nhà thấy không? À, khác nhau gì màu luôn, nó khác nhau cái mã. Rồi sau này cũng tung rời luôn cả nhà. Rồi con cuối cùng, con này con cũng Magu, nhưng Magu đời cực kỳ cao hết cả nhà. BCS 264NS là đời này, là đời cao nhất của màn Magu nha cả nhà. Đó. Cả nhà có thể thấy ha. Đó, tem mã vạch. À quên chỉ cả nhà luôn. Đó. Tem mã vạch. Hôm nay là có hai con máy có tem mã vạch đầy đủ ha cả nhà. Đó. Cũng tum rời luôn nha cả nhà. Nó nhà dễ sử dụng. Tắt nằm bên này. Rồi. Giờ em sẽ quay con này nha. Đầu tiên là con này đây đây nha cả nhà, đây là Magu. Đó, Magu đầu tiên của ngày hôm nay ha, MPS 2630 cả nhà thấy ha, từ cái chế nè ha. Bình xăng lớn, bình xăng này cực kỳ khủng nha cả nhà, hầu như là này là trăm nguyên bình này là phát là nửa ngày là chuyện bình thường nha cả nhà. Này là cái phần bô cả nhà thấy thấy ha. Máy là nói chung là bên em đã dọn nổ, nói chung là lựa hết rồi cả nhà. Nhà chỉ việc là về là sử dụng là đổ nhớt nhớt pha xăng vô là sử dụng thôi, không có gì hết. Máy thì siêu đẹp, công tắc như này nha cả nhà. Tum rời này về cho cái nhà mình tháo đầu máy ra, có thể là vô cái máy bình xịt mình cũng được. Đó. Ra nè, lắp nha, lắp này cần 20 chắc 24, 26, 27 gì đó nghe cả nhà. Nói chung là không cần, nó vừa trung bình phù hợp với cái máy. Rồi bây giờ em sẽ giật máy nổ nha cả nhà. Cả nhà nghe máy nổ nha. Ra chế chế ngang, ra ngang mình cho con ra ngang gì nãy nha, chạy thì bốc hơn ha. Con này thì cứ liên hệ em, số điện thoại em trên này, có thể là điện trực tiếp cũng được hoặc là kết bạn Zalo với em. À, em sẽ báo giá ha. Rồi. Magu MPS 2630. Rồi, giờ tới con máy thứ hai nha cả nhà. Đây là con máy số 2 nha cả nhà. Xanh lá ha cả nhà. À, nhìn vào thấy nổi liền, xanh lá. Đây mã con này là NKS 26 nha cả nhà.
nó cũng cùng công sức với con kia ha. Mà tại cái mã nó khác ha, mã khác mà tại cái chế này nhìn nó cũng khác luôn ha. Chung là tùy theo đời. Nhưng mà đặc biệt một cái nó cùng công sức nhưng mà nó khác một cái gì đó, nói chung là bên Nhật nó làm mình không rõ về nó ha. Mà nó chạy sẽ từng cái máy nó sẽ từng có tiếng nhịp nó khác nhau ha nha. Đó, máy này thì không thua gì cái máy mới nãy ha nha. Đó, con này thì ốc này nó mạ chrome nè, màu vàng nè, con kia nó không mạ. Máy thì ok, rất đẹp ha nha. Rồi bây giờ em sẽ giật máy nổ nha. Nèo bóng nó trên này nè. À, cả nhà thấy giật không? Trắng sáng ha cả nhà. Cả nhà thấy khác biệt liền với con máy hồi nãy liền ha. Ra đi con này nó kiểu như tặng con kia, nó lẹ hơn. Nó kiểu như vậy. Đang nổ nha cả nhà. Giờ em lên ga nha. Con này thì cứ điện số điện thoại trên màn hình gặp em nha. Con này là 260 nè, 26 đó. Nhiều nào bác cần hỏi 26 tùm rời gì đấu bình xịt thì lấy mấy con này ha, sẽ cực kỳ ngon. Rồi giờ em sẽ quay tiếp cho cái nhà mình con máy cuối cùng nha, đẹp nhất của ngày hôm nay đây nha cái nhà. Đây là siêu phẩm của ngày hôm nay nha cái nhà. Magu đầy cao nha cái nhà, nói chung là cao này là cao lắm luôn á. Cái nhà thấy không, tem máy giặt còn yên sinh luôn ha. Con này thì còn quá ok. Cái nhà thấy độ ống của dạng áo đó ha, máy này thì cực kỳ đẹp nha cái nhà. Mọi người thấy ha. Rồi bây giờ em sẽ giật máy nổ nha. Dòng sau này nó nổ nghe tiếng tạch tạch trong máy cưa cả nhà. Đó, cả nhà có thể nghe tiếng này. Rất đều cả nhà. Đó, để lên ga nha. Đó, Magu thì nó sẽ đóng Magu gọi điện, nó sẽ đóng mình đó, nó cả nhà thấy không? Đó, mạch in ra bằng. Mà Magu mới thì trường hiện giờ cũng có nha cả nhà, nhưng mà em thấy rồi nó gáp Trung Quốc á. Nhìn cực kỳ dở. Rồi, tắt nha cả nhà. Rồi. Nhà ít ưng con này thì cứ điện hệ em số trên này ha. Rồi mà Magu sau cái nhà cứ đăng ký kênh em. Đó, cứ mở nút thông báo có gì em sẽ đăng cho nhà hai con máy cỏ Magu, một con là Magu 32 chung là tầm 37 ly, hai con, một con đầu vuông, một con đầu tròn, cực kỳ đẹp nha cả nhà. Rồi giờ mời cả nhà xem lại ba em phát cỏ ngày hôm nay nha. Đây là ba em phát cỏ ngày hôm nay nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy ha. Đó, đỏ xanh xám. Rồi vậy đi, cả nhà muốn lấy con nào thì cứ alo em, con mắc nhất là con màu xám nha cả nhà. Rồi số điện thoại trên em có Zalo, trên này thì có Zalo nè, có số điện thoại cả nhà thì cứ có thể là điện trực tiếp em được, rồi có thể kết bạn Zalo đó, cần hỗ trợ gì em sẽ hỗ trợ cho cả nhà hết ha. Rồi, bây giờ là mời cả nhà xem lại ba sản phẩm ngày hôm nay.
Nhà này em coi ha, cũng Magu nhưng mà cái mã nó sẽ khác nhau nha cả nhà, nên cả nhà tha hồ mà lựa chọn ha. Rồi chào cả nhà nha.